anh sẽ sắp xếp được mọi việc chu toàn mà. Nếu có thể giúp đỡ được gì cho hai bố con thì anh cứ bảo em nhé. Được chăm sóc anh và giúp anh chăm nom con là em cảm thấy hạnh phúc lắm. Cảm ơn em. Thôi khuya rồi em nghỉ đi nhá. Vâng, anh cũng ngủ sớm đi nhé. Bye anh. Alo. Nhím. Hôm nay anh mới xóa đi. Hai em yêu. Anh. Anh Dương Hoàng nhà bà kìa. Gọi thêm đồ uống đi con. Đi. Đi đâu? Đã bảo đi rồi mà. Ok, nhưng mà đi đâu? Anh, đau tao. Em trai ông Hoàng à? Không. Chắc chắn là con trai rồi. Mày lấy về làm lẽ đúng không? Đâu. Đấy là cháu trai của anh Hoàng mới từ Sài Gòn ra Hà Nội chơi. Mà tính anh Hoàng nhà tao ấy, lúc nào cũng tình cảm và chu đáo, nên sẽ take care rất tốt họ hàng. Thế nào? Đi ăn được chưa? Ai ơi, đói quá. Đợi mày nói một câu đấy rồi đấy. Hôm nay khao đúng không? Biết rồi. Chân người ạ. À, chúc hai bố con ăn ngon miệng. Cảm ơn em. Tao mời bố. Ừ. Để xem nào. Ăn đi con. Ăn thêm cái này nè. Mà ăn được. Bố, con lớn rồi mà, không phải trẻ con nữa đâu. Con nói thế là sao? Là bố có việc, cứ lo việc của bố đi ạ. Bố đi được không? Con của bố hơi bị ổn áp đấy. Nghĩa là ổn, không cần bố áp về nhà đúng không? Chắc chứ? Thế thôi, bố đi đến công ty xem có việc gì nhá. Từ từ bố. Trước khi bố đi thì phải ăn thêm một miếng nữa. Giao nhiệm vụ cho bố luôn à? Được, chơi kèo này. Đều đây đi, sến quá ông ạ. Bố phải ăn hết đấy nhá. Đừng có quên đồ đấy. Chào bố.